Chào mừng người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Chào cậu. Và hôm nay chúng mình sẽ trở lại với video cực kỳ hấp dẫn. Đó chính là review Tống Kim lên server ạc của một bạn nữ top 1 ở server 139 nha. Thì ạc của bạn này khá là mạnh, cũng như đạt ở mức 4 min minh giáp ở cái mức độ này thì cực kỳ mạnh nha. Thì hôm nay mình sẽ nói tiếp chuỗi video trước là review, thì hôm nay mình sẽ đánh Tống Kim cho mọi người biết sức mạnh thực sự mạnh như thế nào của Nha Mi trưởng nha. Nếu các bạn đặt binh giáp cao cũng như các bạn đã coi cách khảm của bạn này rồi nha, thì hôm nay mình sẽ PK cho các bạn coi. Trước khi vào video, lão phúc quảng cáo của mình là bên mình có bán thẻ SIM rẻ, các bạn tự nạp solo bay và ngân hàng với tốc độ siêu nhanh, và bên mình sẽ nhận up giang hồ tất cả các server cũng như bán bạc tất cả các server, và bên mình sẽ nhận trung gian đổi thông tin tất cả những sản phẩm Vinci, và bên mình nhận up tuyệt học tuyệt kỹ cho tất cả anh top và nhận tư vấn búp đồ cho tất cả anh top. Thì nếu các anh cần thì cứ liên hệ em nha. Và nếu các bạn thấy video mình hay quá, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây thì bây giờ mình sẽ vào lún luôn em. Nhà mi trưởng quýnh thì nó cũng dễ anh em, cũng không có khó mấy. Trời ơi vô à. Oh my god. Ai nha, trời ơi quýnh cái gì mà giữ cái chân vậy trời. Ai nha, mình quên chỉnh ưu tiên người đó ta. Sao nó có quýnh con thống lĩnh hoài vậy? Lại quên chỉnh cái kia nó đủ rồi. Thiên nha. Nè mọi người ơi, ưu tiên đánh thừa rồi. Này, tiếp tục liên chạm rồi. Chạm quá khủng. Mất cầm này đam gì là quá khủng rồi nè. Giết người ghê bạn ạ, quá mạnh bạn ơi. À, con bạn này cũng khá mạnh ở cùng sao nha. Thấy đây đóng kim mà biết được. Ê, trời ơi. Ổn quá bạn ơi. Nói chung để mình coi thử bản sức khỏe coi. Quá mạnh luôn, giết 4 người. Mặt quá kinh khủng luôn bạn ơi. Cầm mặt này đánh mượt dữ hả ta. Nói chung cầm mặt top mình đánh nhiều các bạn. Là mình lúc nào cũng mượt các mọi người. Đôi khi nhiều khi mình kể bạn nghe, mình đôi khi mình ạc của mình đang thiên kích á, mà mình cầm những ạc top mình đánh á, xong về thiên kích á, mình quýnh quần chiến á, mà không chết ai á, mình cảm thấy sạc mình nó yếu quá nè. Quá mạnh ạc của bạn này, nói chung búp theo hướng này là quá ok nha anh em. Ok, chúng mình cần khéo khéo tí thôi là ok rồi. Nha, bị này là rau nha. À, hổ quá anh em à. Chúng ta phải để chiêu máu bơm đúng lúc nha anh em. Chứ không là cũng hơi mệt mỏi thôi. You're
tiền, đứng này róc nguyên cái đống hạt đó là lụm tiền thôi anh em. Đứng như này thôi anh em, đứng góc này là ngon lành luôn anh em đúng không? Đứng quấn mà hết sảy mà. Quá mạnh đi bạn ơi. Yami phiên bản này nó quá mạnh so với các quái khác bạn. Với khả năng hồi máu này, thì cái chiêu hồi máu bạn BK bạn để lại lúc cần thiết hay hồi, còn thường thường nó kích hoạt nội tại anh em thấy không? Nó kích hoạt nội tại hồi máu thôi. Kích hoạt cái tâm pháp á. Còn chiêu hồi máu, ê, trời ơi chết luôn. Ôi trời. Ẩu quá, bị thiên nhẫn mọi người. Thiên nhẫn quýnh nó đổ 25% máu á, nó bị sụt máu lại các bạn, bơm máu không kịp luôn, chưa kịp hồi máu dính thêm cái loạn nữa luôn. Hồi máu kịp. BK là mình BK nhiều xíu là nói chung các bạn chơi phái nào á, thật sự các bạn chơi phái nào mà bạn BK nhiều á là các bạn cũng khéo nha mọi người, nghe gán BK nhiều vào là tự nhiên các bạn khéo hơn nè, phái nào cũng vậy hết. Ông nội cung lôn thả xét cũng đau chứ bộ anh em. Mấy ông cung lôn đứng góc đó thả xét cũng hơi bị đau đó anh em. Cần lứng lên cái hồi nãy giờ mình lứng lên là bị chết không à. Nên rút kinh nghiệm luôn luôn xa xa xíu ra anh em. Xa xíu ra. Bạn của bạn này nói chung thì rất là mạnh luôn. Vừa xinh đẹp vừa mạnh quá dữ. Nói chung vì Yami các bạn coi này đánh nó cực kỳ đã các bạn. Nó tới 3 chiêu hồi máu nên quýnh các bạn hay trụ được trong giao tranh rất là nhiều nha. Mình trụ được trong tranh rất là nhiều nha, các bạn chỉ cần khéo khéo tí thôi được. Đa mạc này cũng khủng quá đi. Xét bên kia cũng thốn lắm nha, có ông mà cùng lô bên kia dịch xét cũng thốn lắm nha anh em. Bên kia có ông tùng lâm cũng tớp hay sao á, xét cũng hơi bị thốn xíu nha. Góc đứng góc này là góc ngon nhất luôn rồi anh em. Ai à, bị đốt lửa nên cẩn thận nha. Cái chiêu loạn của thiên nhẫn nó hơi bị ngon trong giao tranh luôn ấy, nó không có gì phá được, chỉ có khi búp mít thôi nên chúng ta cẩn thận xíu. Nay giết người ghê thiệt.
Thật này phải nói là thực sự quá khủng so với mặt bằng chung của những server này. Nếu mà theo mình những mặt bằng chung của những server này chắc tầm 2 min rưỡi minh giáp. Là ở mức chung nha anh em, 4 min thì hơi cao nha. Nó không nào trâu như là trời. Quá kinh khủng anh em à. Nói chung Yami top cũng khá ngon anh em thấy không? Cái việc mà Yami top hiện tại quá là ngon luôn anh em à. My god, 15k điểm gấp đôi điểm người thứ hai các bạn ơi. Quá ghê gớm luôn các bạn à. Thực sự là không thể nào tin được, quá ghê gớm các bạn à. Oh my god, thì mình đã xin kết thúc video Tống Kim lên server ở đây. Thì nếu các bạn thấy những video mình hay quýt, đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Và nếu các bạn quan tâm thì có thể inbox mình về cái việc búp đồ top server cũng như là ủng hộ để xin cũng như các dịch vụ bên mình. Mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Chào mọi người, hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Chào mọi người.